Đi săn được một quả trứng Peppa Pig rất chi là to các bạn ạ. Một quả trứng Peppa Pig khổng lồ luôn. Bên trong có gì nhỉ các bạn nhỉ? Nặng thế nhỉ. Bây giờ người dạy Ngọc Vân sẽ cùng mở quả trứng này ra xem là bên trong có cái gì nhá. Ngọc Vân nhá. Đấm đi Ngọc Vân. Đấm đi. Đấm mạnh vào. Mạnh vào. Để người dạy đấm nào. Một phát thủng luôn nhá. Nhiều chơi quá. Wow. Cái chia to lại á, chia của gia đình đâu vậy các bạn ơi. Ủa đẹp chưa? Đây là cái xe đạp hai mẹ con Peppa Pig chở nhau. Đâu? Wow, một quả trứng Peppa Pig màu vàng. Đây là bộ Peppa Pig, lớp học Peppa Pig. Wow, một cái ô tô. Ui, có kẹo. À, có nhiều kẹo thế. Kẹo cá các bạn ơi. Có ông già Noel. Wow, một cái xe chó. Nhiều bánh thế các bạn ơi. Wow. Chơi trượt Peppa Pig. Cái gì đây? Wow, bộ cầu trượt Peppa Pig. Chơi cầu trượt. Người nhện ơi, đây là con Doraemon. À, quả trứng Doraemon. Ô, trứng khủng long. Peppa Pig. À, một trứng Peppa Pig màu xanh. Wow, một con Peppa Pig. Một quả trứng Peppa Pig. Một con. Wow, một con Peppa Pig nữa. Đâu? À, lại một quả trứng Peppa Pig màu cam nữa. Đây là chiếc cơ đồ. À, đây là cái xe ủi. Có tiếng không hả Vân? Ờ, hết rồi. À, nhiều chơi quá các bạn ơi. Ờ, bây giờ mình bóc gì nhỉ Ngọc Vân nhỉ? À, bóc lớp học Peppa Pig ạ. Lớp học Peppa Pig. Và các bạn của Peppa Pig. Bạn Thỏ, bạn Dê. Ui, lấy đây. Wow. Đây, mở đây nữa nè. Nhiều bàn ghế quá. Các con xếp bàn ghế ra đi. Bàn ghế hả Vân ơi? Hả Vân cho các người bạn cửa các bước ngồi vào ghế đi. Đâu rồi? Các bạn ấy đâu rồi? Hả Vân để dịch chân ra nào.
Peppa Pig. Này, bánh màu xanh này. Dạy các bạn học cái này. Đi lớp học của Peppa Pig. 2 4 6 8 bạn đang ngồi học trên bốn cái bàn. Các bạn đang đi học đấy. Đi chưa? Đây là cô giáo này. Rồi bây giờ mình bóc bộ gì nhỉ? Các bạn nhỉ? Siêu tốc. Tàu lượn siêu tốc. Bây giờ mình bóc bộ tàu lượn siêu tốc nhỉ? Chiếc tàu lượn siêu tốc chở hai chị em nhà Peppa Pig. Rồi bây giờ chúng ta lắp ghép nha. Đây là cái đế này, tàu lượn siêu tốc rồi các bạn ơi. Pin nó rồi, nó xong rồi. Rồi. Xong rồi. Nào, bây giờ Ngọc Vân cho hai chị em tắt với cái tàu dẫn sơ tắt đi. Rồi kéo ơi, tàu lượn siêu tốc leo này leo thẳng này các bạn ơi. Ơi lộ có một vòng lộ hai vòng giỏi chưa? Thích thế nhỉ? Bạn có thích không? Hay chưa? Thích thế nhỉ? Đấy. Leo từ dưới leo lên này, giỏi thế nhỉ? Có sáng ở đây nữa này. Có đèn ở đấy đấy. Có đèn ở đấy đấy. Hay thế nhỉ? Chuyển thế này, bên này sang bên này hay đấy. Đúng rồi, Ngọc Vân giỏi đấy nhỉ. Rồi bây giờ mình bắt bộ nào nữa nhỉ Ngọc Vân nhỉ? Cho các bạn ra đây các bạn trượt nhá. Bóc trứng à? Các bạn bóc trứng à? Vậy là mình đã lắp xong cái đường. Quên mở ra đi. Xe máy các bạn ơi, xe máy biến hình như robot này. Nhiều kẹo thế. Để người nhện lắp ráp thành robot nhá. Có ba
nhá. Năm chục cái nhiều chưa? Nhiều kẹo thế nhỉ. Đánh robot rồi. Thành robot rồi các bạn ơi. Cái này là... Ây, gần robot. Biến hình từ chiếc xe máy. Cái gì ơi? Cái gì đây? Lướt trên đường. Cái gì đây? Hay chưa? Cái gì đây? Cái này là cái đuôi xe. Để chị đưa anh Ngọc ơi. Tiếp nào, ra bác cái gì nhỉ? Đó, à, cái gì đây? Cái gì anh Ngọc ơi? Cái xe đạp à? Hai mẹ con đã có biết chở nhau à? Chở nhau đi, đi xe đạp. Đây Ngọc ơi, lấy cái gì? Wow! Cái xe đạp gì thế này mà nhìn buồn cười thế này? Là to của anh. Xe đạp gì đây Ngọc ơi? Xe đạp gì mà nhìn buồn cười thế này? Cái kem. À, xe đạp chở kem à? À đúng rồi, hai mẹ con thì Peppa Pig đi bán kem à? Đi bán kem. Đây là mẹ của Peppa Pig này. Đi bán kem. Đây là Peppa Pig này. Đi bán kem. Đi bán kem. Đấy, mẹ ngồi lên trên này nhá. Ờ, thì Peppa Pig ngồi đâu nhỉ? Peppa Pig ngồi lên trên này à? Peppa Pig ngồi vào trong cái thùng này. Peppa Pig ngồi vào thùng kem. Hai mẹ con nhà Peppa Pig đi bán kem ơi. Mở thùng kem ra, hóa ra lại là Peppa Pig chứ không phải là kem. Ngồi vào cho đi đi. Ấy, ngã rồi. Đây cho mẹ con Peppa Pig. Đến đây nhá. Bây giờ mình bóc gì nhỉ Ngọc Vân nhỉ? Wow, một chiếc xe chở rất chi là nhiều kẹo bên trong các bạn ơi. Wow, rất nhiều con cá. Đây là kẹo cá Ngọc Vân ạ. Để xe đổ xuống nhá. Xe đổ xuống nào. Ui, nhiều loại kẹo nữa này, cả kẹo mút này, kẹo hình sao này. Ơ, có cả đồ chơi này. Có Pikachu. Pikachu nữa. Ngọc Vân giơ cho các bạn xem đi. Chiếc ô tô màu hồng. Còn những đồ chơi gì trong đây nữa nhỉ? À, một con khủng long. Đấy. Hay chưa các bạn ơi? Có đèn bên trong này. À, một con Pokemon. Chọn chưa? Ông vẫn ăn gì đấy? Ăn cả. Cực quá. Ui, một con khủng long. À, một cái đèn. Ui, một con sư tử. Sợ lắm ý. À, một con hươu cao cổ. À. Có một cái kiểu nữa. Hết chưa, hết đồ chơi chưa, hết đồ chơi chưa, hết rồi. Ôi, nhiều kiểu đá thế. Để ra đây nhá. Bây giờ mình bóc gì nhỉ Ngọc Vân nhỉ? Cái gì đấy Ngọc Vân? Khủng long à? Lần nhận bao giờ không? Nhận bao giờ nhá? Wow! Một con khủng long nữa, màu xanh à? Có đèn đúng không? Có đèn ơi. Đây là một chú thỏ.
Ừ đúng rồi, một con thỏ. Và một cái kẹo. Nào, bóc thì tiếp nhỉ Ngọc Vân. Và trứng Peppa Pig màu cam à. Ngọc Vân mở ra đi. Một chiếc cano. Hay chưa? Cùng ngủ cho mắn nữa đây. Để con nha. Cả kẹo nữa Ngọc Vân. Kẹo nữa. Rồi, Ngọc Vân bóc đi tiếp đây. Đây có bích màu vàng à? Vẫn mở ra xem là có gì nhỉ? Một chiếc xe chở vật liệu chở đá. Xe ben, xe tải, xe ben chở đá. Đấy con à. Đi đây, Ngọc Vân vừa cầm cái kia. À, một con Pokemon con ếch vừa dọn vừa con gì ở trên đỉnh này các bạn ơi. Đỏ xanh. Xong nó đỏ luôn đi. Có 4 cái kẹo bút. Mẹ ơi, kẹo sao? Mẹ ơi, nó đỏ được này. À đấy à, có ben nó đổ đấy. Rồi, nó vẫn bốc kia tiếp này. Chúng ta có bích nữa à, màu gì anh Ngọc Vân? Ngọc Vân mở ra đi. Em muốn gì nào? Wow. Con cá này. Ồ, cái ô tô McQueen này có gắn cả cánh để bay. Chạy cót các bạn ạ. Đây nè, chúng ta có gì tiếp nào? Chúng ta có gì tiếp xe đua. Lại kẹo cá tiếp à. Xe đua các bạn ơi, chạy con này. Đâm xe bắt win rồi. Giờ bắt gì tiếp đi các bạn. Wow, xe Noel. Ôi, con già Noel. Bắt được này. Cái gì đây? Cái đế để gắn, cái đế để gắn luôn ạ. Nhẹ gắn chưa? Ý, hay chưa? Ngọc Vân đưa cho các bạn xem này. Rồi, Ngọc Vân đẩy đây, mình bóc tiếp này. Rồi, Ngọc Vân bóc cái gì ạ? Cái gì đấy Ngọc Vân? Củi đất. Củi đá. Củi đá. Đừng nhận. Đừng nhận. Cái đấy là củi đấy. Đây Ngọc Vân này. Chạy cót cơ. Không phải loài. Ừ đúng rồi, đây là cái vô lăng. Củi này, chỉ có này. Ui, cho nó ủi kẹo nhá. Kẹo đi nhá. Yếu quá. Mạnh thế này mà sợ em ủi nhỉ. Rồi, giờ nó bóc đi tiếp nhỉ.
chiếc xe à? Tính con chó à? Có nhiều bánh thế nhỉ? Wow, đẹp chưa? Nhiều bánh thế. Nhiều bánh không? Ừ, hay đấy nhỉ? Chạy đi nào nhỉ? Chưa các bạn? Chơi con chó ấy. Nhiều bánh chưa? Nhiều màu chưa? Rồi giờ mình móc gì nhỉ Ngọc Vân nhỉ? Ui ui. Wow, ô tô của gia đình nhà Peppa Pig các bạn ơi. À, đẹp chưa Ngọc Vân ơi? Bố đang ở đây này. Rồi, bố của Peppa Pig đang ở đấy. Ở đây à? Ở đây. Mình nhận tháo ra nhé. Thúc một bánh thôi. Đây, họ đưa người nhận mở lấy ra thế nào. Đây là mẹ con. Đúng rồi. Đây là gì đấy? Đây, ba mẹ con thì Peppa Pig này. Hay chưa? Hay chưa các bạn ơi? Lái này, mẹ ngồi bên cạnh à, đúng không Ngọc Vân? Hai chị em nhà Peppa Pig ngồi đằng sau, thích chưa? À, có một cái giỏ đựng đồ đi picnic thì các bạn này, đấy. Ôi, gia đình Peppa Pig đi picnic các bạn ạ. Hay chưa? Mở cốp, có nào cho vào đây Ngọc Vân ơi. Cho đồ vào đây để đi picnic à? Nhiều đồ quá thì làm sao mà nhét hết được bây giờ? Cái giỏ này để đâu nhỉ? Lại còn một cái khăn để trải để ngồi này. Rồi đóng cất ạ. Nào Ngọc Vân ơi, gia đình nhà Peppa Pig đi picnic nào. Rồi, khi nào đi picnic, đi picnic. Đến nơi rồi. Xuống rồi. Chưa hết đâu. Chúng ta xuống thôi, nào lấy đồ ra nhá. Nhiều đồ quá.
Tiêu thụ nhiều đồ quá. À, Ngọc Vân đang trải khăn để ngồi à? Rồi, mẹ ngồi đây nhá. Bố ngồi đây nhá. Các người ngồi đây nhá. Ờ, đã rồi. Peppa Pig ngồi đây nhá. Nhiều đồ quá. Đây là kem à? Đấy là sữa. Đây là gì đây? Nhiều chai lọ quá, người nhạy không biết là những cái gì nữa. Có người một cái cốc à? Đây là hộp. Là cốc của cả ly đây này. Đây là bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật. Khăn trải lại bé quá, không thể ngồi hết được. Không thể hết đồ được các bạn ạ. Cái dầu nào cơ? Cái gì trong đó? Gia đình Peppa Pig đi picnic các bạn ạ. Có cả bánh mì này, cả sữa này, cả nước hoa quả này, cả bánh này. Ôi nhiều món quá các bạn ơi. Đi chưa? Ý. Gia đình nhà Peppa Pig đi picnic ơi. Các bạn có đi picnic không? Vui quá đi thôi. Ôi ơi. Hay chưa? Cắt đi luôn. Ý, cắt đi cái bít đấy. Rồi, xong rồi bây giờ mình mở tiếp hộp nào nhỉ? À, còn một cái hộp cuối cùng à. Peppa Pig chơi cầu trượt. Cả gia đình đi chơi cầu trượt. Nào, bây giờ chúng ta cùng ghép cầu trượt nhá. Ghép cầu trượt để cho gia đình mình biết chơi nhá. Cắp bích lên nha. Đây, cho vào đây không bên này. Trượt bên này à? Đi qua được à? Bên đấy. Không qua được rồi, cửa này bé quá. Mắc kẹp rồi, mắc kẹp rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Được chưa? Đeo cổ đi. Bố đứng đây để giữ con nha. Đứng đây. Đấy, mẹ đứng đây. Đứng đây. Em chơi. Lên nha.
rồi. Đến rồi. Đến rồi bên này mình vừa nãy 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 rồi. Thấy hôm nay người dạy bảo Vân có rất nhiều đồ chơi không? Có nhiều đồ chơi ở trong quả trứng tam giác khổng lồ các bạn ạ. Đó, đồ chơi đẹp nhìn bảo Vân nhỉ? Bảo Vân có thích không? Các bạn có thích không? Vậy là video của Vân và người dạy hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh Bảo Vân Channel để luôn luôn theo dõi video mới nhé. Bảo Vân là người dạy. Xin chào các bạn. Xin chào.